Có một truyền thuyết đã kể rằng nếu bạn mở mắt trước khi hồi chuông thứ 3 kết thúc thì người đàn ông không có mặt mũi sẽ xuất hiện và khiến bạn đau khổ với những nỗi sợ của mình. Cho đến khi bản thân đã đạt tới cảnh giới của sự chịu đựng, bạn sẽ phải van xin hắn tới để kết thúc cái nỗi thống khổ này. Video này được mang đến cho bạn bởi content Thịnh Tu và Tô Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment xuống phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim nhưng đừng có nhắm mắt làm theo. Câu chuyện bắt đầu tại một thị trấn nhỏ ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Có một nhóm bạn gồm có 4 cô gái: Gwen, Harley, Chloe và Katie. Ở cái tuổi mà thứ gì cũng thích khám phá như này, nhóm các cô gái đã tụ tập lại tại nhà của một người. Ban đầu thì mua vui với chuyện yêu đương, nhưng sau đó khi Chloe đề cập đến Slenderman, hắn được đồn là một kẻ bắt cóc trẻ con. Nghe thì cũng giống với mẹ mìn với ông ba bị ở Việt Nam đấy, nhưng mà Slenderman nổi tiếng trên mạng xã hội hơn. Thậm chí Wiki còn liệt kê nguồn gốc sức mạnh của hắn, chẳng hạn như là Slenderman có dáng người cao tới 2m, luôn xuất hiện trong bộ vest đen và đặc biệt là hắn không có khuôn mặt. Slenderman có thể tồn tại ở đa hình thức và có khả năng thôi miên nạn nhân. Không ai biết tại sao hắn lại lựa chọn con mồi và cũng không ai biết họ bị bắt đi đâu. Những người bị bỏ lại thì sống với cơn điên mãi mãi. Nhóm các cô gái sau khi lướt hàng loạt các comment thì cũng thấy một đường dẫn sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời họ. Đó là một cái video được phụ đề tiếng Anh đàng hoàng, nói rằng ai mà nghe đủ 3 hồi chuông là chấp nhận lời mời của ngài. Tiếng đầu tiên là tất cả phải nhắm mắt lại để cho qua đi tiếng thứ 2 và chỉ được mở mắt ra khi đã nghe thấy tiếng thứ 3. Nội dung video thì quay bằng flycam hướng xuống một khu rừng tối, đi kèm với khung cảnh âm u của các cành cây trong gió thổi. Khi nghe thấy tiếng chuông thì mọi người đều nhắm mắt lại. Đến lúc hồi chuông thứ 3 kết thúc, mọi người mở mắt, sau đó chứng kiến hàng loạt các hình ảnh kỳ lạ được chiếu dồn dập. Nó giống như một nghi thức thôi miên nào đó truyền thông tin vào thẳng não bộ. Dĩ nhiên là nó chưa hiệu nghiệm ngay. Phải đến khi ai về nhà nấy thì các cơn ác mộng bắt đầu ập đến. Đầu tiên là với Harley, cô thấy mình đứng giữa khu rừng và bị một bóng đen đi từ chiếc cây lao đến khiến cô choàng tỉnh dậy. Những dấu hiệu ban đầu đến thật mờ nhạt và không có gì đe dọa. Cho đến một tuần sau, trong buổi ngoại khóa của trường học thì Harley phát hiện cô bạn Katie của mình có vài biểu hiện lạ. Cô cứ ngơ ngác nhìn về cánh rừng với một sự thu hút không thể miêu tả. Quả nhiên khi trời chạng vạng, mọi người mới phát hiện ra sự mất tích của cô, mặc cho có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Sau đó cảnh sát đã được điều động để tới tìm người, nhưng kết quả cũng chẳng tìm được manh mối gì. Và cứ thế, Katie của chúng ta biến mất không một dấu vết. Tối hôm đó, Harley đang ngồi cùng em gái mình. Cô liên tục lảng tránh những câu hỏi của đứa em khi được hỏi tới. Lizzie cho rằng chuyện này có liên quan tới đàn ông, hay là chị mình đang giấu giếm cho Katie vì chị ý đang bỏ nhà đi với Jai. Đáng buồn là câu hỏi này Harley chẳng thể giải đáp giúp cô em gái được, vì Harley cũng chẳng biết tại sao Katie biến mất. Cuộc trò chuyện bị xen ngang bởi tiếng mở cửa ở dưới nhà. Thấy vậy thì Harley gọi xuống nhưng không có ai trả lời. Khi cô đi xuống dưới nhà thì từ trong góc tối xuất hiện một dáng người cao nghều, khiến Harley chạy vội lên nhà và đóng cửa lại. Ở bên trong, hai chị em gọi cho cảnh sát và báo cáo có kẻ đột nhập. Lúc điện thoại vừa mới kết nối thì đằng sau cánh cửa phát ra giọng nói. Hóa ra đó là bố của Katie. Ông tới để hỏi thăm tin tức của cô con gái. Ông ta đổ lỗi cho nhóm bạn vì đã lôi con gái ông vào thứ tà ma ngoại đạo, nhưng vì quá hoảng loạn nên ông đã không kiểm soát được hành vi, nên sau đó đã bị cảnh sát áp giải về đồn. Sáng hôm sau, Harley đem chuyện này kể cho hai cô bạn kia. Sau một hồi tranh luận xem liệu Katie có bị ma bắt hay là theo dai, thì ba nữ thám tử quyết định sẽ đột nhập vào phòng của bạn mình để tìm hiểu thêm manh mối. Thế là tối hôm đó mọi người đến nhà Katie. Kế hoạch sẽ là Gwen ra trước cửa để bắt chuyện với ông bố, tạo điều kiện cho Harley và Chloe lẻn vào trong phòng bạn mình. Quả thật là từ ngày mất tích, căn phòng của Katie không còn vết người. Một số đồ dùng đã bị cảnh sát lấy đi để điều tra, nhưng đống giấy tờ mà Katie viết vẽ thì vẫn còn ở lại. Trên những mẩu giấy, Katie vẽ một người đàn ông cao lêu nghêu và không có mặt. Hắn đang dắt tay một người con gái nào đó ở trong rừng. Sau một hồi tìm kiếm, họ tìm thấy chiếc laptop mà Katie đã giấu kỹ. Ở trong đó, cả ba tìm được một folder có chứa nhiều video. Đó đều là những lần xuất hiện của Slenderman được ghi lại trên toàn nước Mỹ. Ngoài ra, Katie còn liên hệ với một người lạ để trao đổi với nhau về trải nghiệm cá nhân khi gặp Slenderman. Cái đêm trước khi Katie biến mất, cô đã tự quay lại một video khi một mình đi vào trong rừng. Cuối video thì có vẻ như Katie đã thấy một thứ gì đó rất to lớn và cực kỳ hoảng sợ. Trong khi mọi người đoán xem đó là gì thì sau lưng họ đã xuất hiện một chiếc bóng. Tối đó, Gwen mang chiếc laptop đó về nhà mình. Vừa mở màn hình lên thì thấy tin nhắn từ người lạ. Khi mà Gwen thông báo rằng bạn mình đã mất tích thì người kia tỏ ra chẳng mấy làm bất ngờ. Và người đó còn nói thêm rằng, ngài, ở đây là cách mà người này gọi Slenderman, rằng hắn luôn biết thứ cô quan tâm và hắn luôn theo dõi cô mọi lúc mọi nơi. Sáng hôm sau, Gwen đem chuyện này tới kể cho hai cô bạn. Mặc dù nghe có vẻ rất là tà đạo, nhưng Harley và Chloe thì vẫn cùng Gwen đi vào rừng để điều tra. Bởi vì cuộc điều tra của cảnh sát chẳng có sự tiến triển nào, các cô gái cho rằng chỉ cần đánh đổi vật mà mình cảm thấy đáng giá thì Slenderman sẽ trả lại Katie. Với Gwen là chiếc cốc gốm mà cô đã làm hồi 5 tuổi. Với Chloe, cô mang theo bức ảnh duy nhất mà mình chụp chung với bố trước khi ông ấy qua đời. Còn Harley thì đánh đổi một chiếc khăn được bà Dan cho hồi em gái sinh ra. Bọn họ đặt chúng lại chung một chỗ, sau đó tắt hết đèn đi.
và đeo một chiếc bịt mắt vì theo lời của người lạ, nếu ai mà nhìn thẳng vào mặt của Slenderman thì người đó sẽ bị điên dại mãi mãi. Xong xuôi các thủ tục, mọi người nắm lấy tay nhau và chờ điều kỳ diệu sắp xảy đến. Một lát sau, họ nghe được tiếng xào xạc của cành cây cọ vào nhau, sau đó là ba hồi chuông của Slenderman, giống như tiếng chuông mà họ nghe thấy khi lần đầu triệu hồi hắn. Vì quá tò mò, Chloe đã tháo chiếc băng bịt mắt ra trước khi hồi chuông thứ ba kết thúc. Kết quả là cô đã nhìn thấy thứ gì đó trong bóng đêm, khiến bản thân hoảng sợ tột độ và lập tức chạy đi. Gwen và Harley khi thấy bạn mình tách đoàn thì cũng tháo khăn, vội vàng đuổi theo Chloe. Họ vừa đi vừa gọi to tên người bạn của mình. May thay, vào cái lúc tuyệt vọng nhất thì Chloe đã quay trở lại. Cô có vẻ trông hơi ngáo ngơ. Ren cho rằng Chloe đã nhìn thấy hắn và bị ảnh hưởng. Quả nhiên đêm hôm đó, khi đang hiu hiu ngủ thì Chloe nhận được một cuộc gọi video call từ số lạ. Khi cô nhấc máy, màn hình bên kia đang quay cảnh trước nhà cô. Chloe phóng ra cửa sổ, nơi mà cô thấy dáng vẻ của mình đang được người khác quay. Hắn từ từ đi vào trong nhà cô, qua cửa chính. Hắn đi xuyên qua mọi thứ chứ không cần mở cửa. Cái khung hình cứ từ từ tiến gần lại phòng ngủ của Chloe. Và cô đã có một hành động rất dũng cảm, đấy là mở cửa đón đầu hắn để lấy lợi thế chủ động. Nhưng mà Chloe đâu biết Slenderman là một thực thể siêu nhiên, chứ không phải là một tay YouTuber đang dựng prank nào đó. Không biết từ khi nào, hắn đã xuất hiện từ phía sau lưng cô và khiến Chloe tự bóp nghẹt cổ mình. Vài ngày sau, không ai nghe tin gì từ Chloe, kể cả hai cô bạn thân. Dĩ nhiên Ren biết, Hayley cũng biết rằng ai đã gây ra chuyện này, và không sớm thì muộn cũng tới lượt mình. Người tiếp theo bị tấn công là Ren. Khi cô đang ngồi trong thư viện tìm kiếm thông tin về gã không mặt thì hắn đã đánh úp cô bằng bành trướng lãnh địa của mình. Ren bị đưa vào một không gian song song, nơi cô vẫn ở thư viện nhưng đã bị tách biệt với những người bên ngoài. Khi đó hắn bắt đầu chơi trò đuổi bắt quanh những kệ sách. Hắn để con mồi của mình gia tăng nỗi sợ, rồi dồn đẩy lên cực điểm khi chạm những ngón tay ma thuật lên mặt Ren và khiến cô cũng mất đi nhận diện giống như hắn. Dù bị bịt mồm nhưng Ren vẫn la hét để rồi nhận ra mình đang ở trong thư viện và vừa hành xử như một đứa thần kinh. Sau đó Ren mang cuốn sách cô tìm được đến chỗ của Hayley, nói về những biểu hiện của nạn nhân khi bị Slenderman chiếm giữ. Tối hôm đó, cả hai tới nhà thăm Chloe, người vẫn đang thần hồn nát thần tính. Thay vì tìm tới sự trợ giúp của người lớn hay là cảnh sát thì cả hai quyết định ai đi đường nấy. Thực ra phần lớn là vì Hayley tối nay có hẹn với Jai nên đang thấy nứng nhiều hơn là thấy sợ. Hayley đi thẳng đến nhà bạn trai. Vừa hay tối nay cậu ta chỉ ở nhà một mình, như thủ tục thường thấy trong phim. Đôi bạn trẻ bật một bản nhạc jazz trước khi hành sự. Khi đang mút mát thì Hayley bắt đầu dở trứng. Cô tưởng tượng mặt bạn trai mình hiện ra như ngáo ộp, thế là cứ hét ầm lên như bị chọc tiết. Sau đó, Hayley đã trần tình với bạn trai về việc mình bị Slenderman ám và xin phép ra về. Chuyện ăn uống ta rời sang hôm khác. Sang hôm sau, mọi người vẫn đến lớp. Hayley phát hiện ra cậu bạn trai của mình bắt đầu có những dấu hiệu kỳ lạ. Cô nghi ngờ rằng cậu đã xem video của Slenderman, và không chỉ riêng bạn trai của Hayley mà đến cô em gái cũng đã tò mò mở thử. Tối hôm đó tại nhà, Lizzie lên cơn và bắt đầu hoảng sợ, khiến cho cả nhà phải đưa cô bé vào viện theo dõi. Theo bác sĩ, họ cho rằng Lizzie đang mắc một chứng hoảng loạn nào đó. Nhưng bản thân Hayley biết rằng tất cả chuyện này là do ai gây ra. Hayley đi quanh bệnh viện, nơi đâu cô cũng thấy bóng dáng của tên cao kều. Cô sợ rằng nếu mình không hành động thì hắn sẽ tấn công những người thân xung quanh cô. Và quả thực, sau đó không lâu, Lizzie đã tỉnh lại. Cô bé nhồng lên như một con chó dại, bắt đầu rên rỉ về một người không có khuôn mặt. Tối hôm đó, khi kiểm tra máy tính của đứa em, thì Hayley phát hiện ra một video mà nó đã đi cùng Gwen vào trong rừng và thực hiện nghi thức triệu hồi gã cao kều. Vì thế nên Hayley lập tức phóng đến nhà Gwen để hỏi cho ra nhẽ. Mà lạ một cái, sao trong mấy cái phim kinh dị Mỹ thì phụ huynh của mấy nhân vật chính toàn không có nhà lúc quan trọng. Thế là Hayley tự giác vào trong. Cô vào phòng bạn mình và phát hiện ra các mảnh giấy vẽ Slenderman ở khắp nơi, không khác gì là fan K-pop dán hình thần tượng cả. Quan trọng hơn, chiếc máy tính của Ren vẫn đang mở. Nó tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng, rằng người sở hữu tài khoản lạ liên lạc với nhóm cô cũng đã được xác định là mất tích. Ngay sau đó, Hayley thấy tiếng động lạ ở ngoài cửa sổ. Cô đi ra và thấy bạn mình đang đứng hóng gió. Hayley kéo Ren vào và hỏi cho ra nhẽ. Ren lúc này đang khóc nhè và cứ liên tục nói xin lỗi về mọi thứ. Cô nói rằng để mang Katie và Lizzie trở lại, không thể đánh đổi bằng một thứ quan trọng được. Mà thứ Slenderman muốn chính là cả hai cô. Ngay sau đó, điện thoại của Ren lại hiện một cuộc gọi video. Người lạ tiếp tục trò chơi thực tế, tiến dần lên phòng ngủ. Ngỡ rằng hắn sẽ từ từ mơn trớn các giác quan, ai dè hắn phóng cánh tay xuyên qua cửa sổ để tóm lấy Gwen. Hắn kéo cô vào khu rừng tăm tối ngay trước mắt Hayley. Không còn lựa chọn nào khác, Hayley phải tiến vào rừng một mình. Mặc dù rất sợ hãi nhưng cô đã sẵn sàng đối diện, dũng cảm là thế. Giờ tới lúc Slenderman xuất hiện trước mặt thì Hayley vẫn ba chân bốn cẳng. Đây là Slenderman, hắn chẳng có câu chuyện phía sau mà cô có thể tìm ra để mà cảm hóa, cũng chẳng có mối liên hệ huyết thống nào với bất kỳ ai. Và Hayley tiếp tục trở thành nạn nhân của gã cao kều. Hắn tóm cô bằng những xúc tu thô ráp của mình, cứ thế kéo cô vào cái thân cây của mình. Hayley hò hét trong tuyệt vọng, nhưng mọi nỗ lực chỉ biến cô thành người lính Việt, tức là hòa mình với thiên nhiên. Và đó là cách Slenderman bắt cóc các nạn nhân của mình để không ai có thể tìm thấy họ. Cùng lúc đó ở bệnh viện, Lizzie có vẻ như đã được trả lại sự kiểm soát. Cô bé hét to tên người chị của mình, nhưng mọi chuyện giờ đã quá muộn màng. Bốn cô gái Ren, Katie, Chloe và Hayley đã biến mất không một dấu vết, chỉ bằng những video được chỉnh sửa và phát tán qua mạng. Một con virus mang tên Slenderman đã luồn lách vào cuộc sống của người dân nước Mỹ và trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng. Người ta thậm chí còn mang hắn lên YouTube để câu view và làm video recap. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.